Hi, xin chào các bạn và các anh chị đã đến với kênh. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ các bạn các anh chị thêm một món ăn làm từ lòng bò nữa. Hôm nay mình sẽ làm món lòng bò nấu khóa lấu. Và cái thứ hai nữa mình muốn chia sẻ tới các bạn các anh chị cách mình nấu khóa lấu cho nó mau mềm nha. Thì trước hết ở đây mình sử dụng lòng bò thì mình có thể sử dụng tùy thích. Đây mình sử dụng gan nè, thăng long và phổi và cuốn họng. Ở đây thì các bạn các anh chị là mình có thể mình sử dụng cái phần khóa lấu này nhiều cái nào thành phần bò khác nhau nha. Ngoài cái phần này thì mình sẽ giới thiệu cái gia vị để mình ướp cái phần nấu khóa lấu ngày hôm nay. Thì mình sẽ sử dụng là bột ngũ vị hương và bột cà ri. Xong sau đó thì mình ở đây thì mình sẽ sử dụng cái phần bột nghệ này ở trong cái gói này. Cái gói người ta bán sẵn là có cái cây này là cây lá thơm, rồi bột nghệ, rồi bột hạt điều, rồi bột ở đây bột ngũ vị hương, cái loại cái tất cả các loại mà cây đinh hương á, cái hoa quế nè, đinh hương nè, ở trong đây có rất là nhiều nha. Người ta đã sai sẵn ra, người ta bán vô trong cái phần bịch này, người ta bán sẵn luôn rồi, mình rất là tiện lợi ha. Ở trong đây thì mình có các bạn các anh chị là mình có thể là mình thêm xả cây nữa nè nha, củ hành, củ tỏi. Ở đây thì mình sử dụng thêm là một ít tương cà, rồi bột gừng. Mình sử dụng thêm là cái phần sa tế để mình làm cho cái phần này nó cay, và bột và tương ớt. Nếu không có tương ớt thì các bạn có thể sử dụng tương xí muội nha. Trước để chia sẻ với các bạn cách làm cái phần bò này không tanh thì các bạn sẽ cho gừng và cái phần nước chanh hoặc là hạnh mình cho vào trong đây, mình rửa mình xả kỹ khoảng vài nước á, thì cái phần cái bò này nó sẽ bớt tanh và nó hôi, nó không còn tanh nhiều nữa. Ở đây thì mình đã rửa xong qua cái phần nước rượt gừng và cái phần nước hạnh rồi, cho nên mình để ráo và một hồi là mình sẽ ướp luôn. Giờ thì mình bắt đầu mình ướp gia vị. Ở đây thì mình sẽ cho 2-3 muỗng cà phê tỏi hành mình băm rồi á. Có bột ngũ vị hương. Mình sẽ cho ở trong đây nó có khoảng là 5-6 loại gia vị trong đây nè, nên mình sẽ cho vào trong đây. Hôm nay mình nấu khoảng là chừng tầm 2 cái bò, hồi có mình có cái thăng long đen nữa, nên mình sẽ cho vào trong đó luôn. Nếu có cái bịch này thì các anh chị mình khỏi có cho bột ngũ vị hương hay là bột cà ri vào, tại vì cái phần trong đây nó có đủ rồi, bột cà ri, ngũ vị hương đều có đủ rồi. Tuy nhiên thì nay mình sẽ cho một tí xíu vào thôi cho nó thơm á. Mình sẽ cho ở đây là nửa muỗng cà phê ngũ vị hương vào trong đây thôi ha. Còn cái phần sa tế này thì mình ăn cái tùy theo cái khẩu thích, là mình có thích cay không cay nha. Thích cay thì mình sẽ cho nửa hũ, còn không thích cay thì mình cho ít lại, tại vì cái phần sa tế này nó rất là cay. Mình cho đây, mình thích ăn cay nên mình sẽ cho nửa hũ vào. Mình cho ở đây 2 muỗng tương cà. 2 muỗng mình đang cho cái muỗng cà phê á. Bột mình sẽ cho cái bột gừng. Bột gừng thì mình sẽ cho ở đây là khoảng nửa muỗng cà phê thôi. Mình cho hơi lố nè. Tương ớt đây mình cũng sẽ cho 2 muỗng tương ớt vào. Tại nãy có sa tế rồi mình cho tương ớt để tạo màu á. Mình cho hạt nêm nè, đường vào luôn nha. Mình sẽ cho trước ở đây là một muỗng cơm đường vào trong đây trước. Và mình cho ở đây là 3 muỗng cà phê hạt nêm. Thank you.
Sau đó thì mình sẽ cho bò vào trong đây từ từ để mình ướp. Các anh chị mình có thể là mình xắt nhỏ cũng được luôn nha. Mình cho thăng long đen vào luôn nè. Rồi cái phần này sau khi mình ướp xong, mình đã để là mình để 1-2 tiếng thì mình nấu cũng được. Ở đây thì mình để khoảng 30 phút là mình nấu nha. Và các bạn, các anh chị là mình có thể mình để mình ướp lâu, không có thời gian á, mình để trong ngăn mát tủ lạnh, mình dẹp trong ngăn mát tủ lạnh, rồi khi nào mình muốn nấu là mình đem ra mình nấu nha. Mình ướp xong, bây giờ mình bắt đầu là mình bỏ vô trong cái nồi để mình nấu nha. Giờ mình sẽ cho một ít dầu vào trong cái nồi này để mình cháy cái phần hành cho nó thơm này. Dầu nóng mình sẽ cho phần tỏi này và hành tỏi mình cho vào ha. Cháy cho nó thơm đi. Mình sẽ cho cái phần tỏi này vào. Xào ở đây cho cái phần này nó săn lại luôn nha. Nó săn thiệt là săn, rồi mình hãy cho nước vào. Ở đây thì hôm nay mình sẽ sử dụng cái nước dừa. Mình sẽ sử dụng khoảng là 300ml nước dừa tươi á, rồi sau đó thì mình sẽ chế nước thêm. Bắt đầu xong rồi mình sẽ cho cái phần nước dừa này vào nha. Mình cho nước dừa này xong rồi mình sẽ cho nước lọc thêm. Rồi để cho cái phần phá lấu này nó mau mềm nè, thì mình sẽ cho cái phần đu đủ non vào trong đây. Mình sử dụng cái đu đủ non nha. Thì mình cho đu đủ non vào trong đây thì một hồi cái phần mình nấu cái này nó rút ngắn lại thời gian nha. Muốn béo nữa thì mình sẽ sử dụng, hồi mình sẽ cho một ít nước cốt dừa, hoặc là các bạn anh chị mình có thể là mình cho sữa tươi vào trong đây để mình tạo cái độ béo cho cái phần món phá lấu của mình nha. Mình sẽ hầm nấu cái này cho đến khi mà cái phần lòng bò này nó được mềm, phá lấu này nó mềm. Mình đậy nắp lại cho nó mau mềm nha. Khi sôi lên mình sẽ, ở đây mình sẽ nấu cái lửa rưa rưa thôi. Mình nấu cái phần này nó được khoảng là 40 phút rồi. Thì cái phần này khi mà mình ghim á, là cái phần gan nó đã chín rồi nè. Gan mà chín quá thì nó không ngon nha. Nên mình ghim á, nó chín như thế này nó mềm là được rồi. Mình vớt ra. Rồi cái phần phổi này cũng vậy, nó cũng đã chín rồi ha. Những cái này thì nó mau chín hơn nè. Rồi sau đó thì mình sẽ bắt đầu là mình ghim cái phần này nó chưa có mềm. Nên mình sẽ để cái phần này á, mình nấu thêm. Bây giờ thì mình sẽ nêm gia vị vào, nãy mình có nêm rồi, giờ mình sẽ nêm lại luôn. Mình nêm coi nó thử coi nó vừa ăn hay chưa. Nó vừa ăn thì mình thêm gia vị vào nha. Ở cái phần này nó hơi lạc và nó thiếu ngọt, nên mình sẽ cho ở đây là thêm đường vào. Mình sẽ cho ở đây là một nửa muỗng cơm đường nè. Mình sẽ cho thêm khoảng là 2 muỗng cà phê hạt nêm. Và mình sẽ cho thêm 1 muỗng cà phê muối vào. Tại cái phần này á, mình chấm bánh mì á, mình ăn bánh mì hay là mình ăn hủ tiếu gì, mình nấu hủ tiếu mình cho vào luôn cũng được ha. Mình đợi cho cái phần này nó tan gia vị ra rồi mình nêm tiếp nha. Ở đây mình nêm gia vị mình thấy nó vừa ăn rồi. Nếu các bạn nào ăn đậm đà thêm thì mình sẽ cho thêm nửa muỗng
cơm đường nữa, và mình sẽ cho thêm là khoảng là 2 muỗng cà phê hạt nêm nữa, là cái gia vị nó đậm đà. Còn nếu mà ăn hơi nhạt thì mình như thế này là mình thấy là mình vừa rồi ha. Rồi cái phần cá lóng này sau khi mình nấu cái này mình rim ha, mình rim cái phần này nó mềm như thế này là nó chín rồi nè các bạn nha, nó mềm rồi nè, rim vô nó mềm ơi là mềm luôn á. Thì nếu ăn mềm thì mình sẽ để mềm, còn nếu không ăn mềm, ở đây mình nấu khoảng là tầm hơn một tiếng là cái phần này nó mềm hết rồi. Mình sẽ tắt bếp nha. Nếu ăn củ cải thì mình sẽ cho ít vào để lấy cái độ ngọt luôn. Phần khoai lấu này nếu cái mà các anh chị nào mà mình thích ăn béo á, thì mình có thể là mình cho sữa tươi hoặc là nước cốt dừa vào nha. Mình cho đây là mình cho khoảng là hai giá này nó khoảng là 100ml á. Nếu nước cốt dừa thì các bạn có thể là ăn béo thì mình cho một chén vào trong đây để mình nấu cái khoai lấu này cho nó béo nè. Đó, bây giờ cái khoai lấu này nước nó béo rất là béo rồi, nước cốt dừa này nước cốt đậm đặc nè. Rồi để cho nó sôi trở lên khoảng là 3 phút rồi mình sẽ tắt bếp nha. Rồi sau khi mà mình nấu nó mềm rồi mình cắt ra ha, mình có thể là mình cắt dày mỏng gì cũng tùy thích nè. Ở đây thì mình sẽ cắt mỏng để mình dễ ăn hơn nè. Rồi như thế là mình đã làm xong cái món khoai lấu lòng bò ngày hôm nay. Và thời gian mình nấu nó được rút ngắn hơn đó các bạn. Rồi còn bây giờ thì mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn các anh chị trong những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.